Mến chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả. Hôm nay ngày 6 tháng 10 năm 2023. Trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 hôm nay cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Sáng hôm nay thì mình thấy là các anh công nhân, các anh kỹ sư đang làm việc ở trên cầu Mỹ Thuận 2 rất là đông vui, rất là nhộn nhịp luôn. Ở khối dầm Hợp Long thì các anh đang làm thép để mà chuẩn bị sẵn sàng cho cái quá trình bơm bê tông sắp tới. Còn ở phía bên dưới trụ T16 thì đơn vị bê tông đường thủy cũng đã cập bến rồi, chuẩn bị cho cái quá trình bơm bê tông, và các anh dự kiến sẽ hợp long cầu Mỹ Thuận 2 vào ngày 10 tháng 10 năm 2023. Hôm nay thì mình thấy là ở hai đầu cầu của bờ Vĩnh Long và bờ Tiền Giang thì các anh đang thi công làm thép trên cái bảng liên tục nhiệt cả nhà ơi. Thì tới đây thì mọi người sẽ hỏi là bảng liên tục nhiệt là gì. Thì qua những cái thông tin mà mình tìm hiểu được thì bảng liên tục nhiệt là bảng kết cấu kết nối các nhịp đơn giản lại với nhau thành một kết cấu nhịp liên tục về mặt nhiệt. Thì cái bảng liên tục nhiệt này có rất là nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là mình tạo được cái sự im dịu khi mà xe chạy qua ở trên mặt cầu thì sẽ không có sốc và rất là im. Thứ hai nữa là mình giảm thiểu được cái số lượng khe co giãn, giảm chi phí di tu bảo dưỡng và tăng tuổi thọ của công trình. Thì ngay tại vị trí này là cái trụ T18 nè, ngay cái đầu dầm gác dầm từ trụ T17 qua trụ T18 cũng như là bờ Tiền Giang là trụ T13 qua trụ T14. Thì ngay tại vị trí này thì các anh mấy hôm nay đang tiến hành làm thép nha cả nhà. Thì sắp tới thì các anh sẽ bơm bê tông ngay tại vị trí này nữa nha. Thì hôm nay thì mình thấy là các anh đang tập trung làm việc ngay tại vị trí này rất là đông luôn. Vậy thì cái quá trình làm việc của các anh sáng hôm nay như thế nào? Thì bây giờ mời tất cả quý vị khán giả cùng nhau xem toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 hôm nay với mình nha. Thank you.
Thank you.